quan đến việc dư luận xã hội cho rằng chính phủ sẽ bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân trong thời gian tới. Vừa qua, đại diện Bộ Công an khẳng định thông tin này là không chính xác. Bản chất của sự việc này chỉ là sự thay đổi về hình thức quản lý từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại. Đây là nội dung chính được đề cập trong bài viết có tiêu đề "Chưa bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân" trên trang 3 báo Nông thôn ngày nay. Theo đó, hiện do trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, người dân phải xuất trình nhiều loại giấy tờ cũng như kê khai nhiều thông tin khiến quá trình xử lý thủ tục hành chính tăng lên. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp tất cả các ngành, lĩnh vực quản lý tốt hơn thông tin người dân. Về việc bỏ sổ hộ khẩu, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, hiện Bộ Công an phấn đấu từ 2 đến 3 năm khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành sẽ thực hiện. Khi đó, các cơ quan nhà nước sẽ sử dụng dữ liệu này để giải quyết các thủ tục cho người dân. Đồng thời, quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc cấp thẻ căn cước công dân đang làm. Cũng trong số ra ngày hôm nay mùng 8 tháng 11, báo Lao Động có bài phản ánh về công thức chế biến sữa ngô siêu lợi nhuận tại một số cửa hàng mà không cần đến ngô, chỉ cần pha trộn các dung dịch bán sẵn trên thị trường. Theo đó, để tìm hiểu rõ hơn về chất lượng của các sản phẩm này, nhóm phóng viên báo Lao Động đã mang theo chai tinh dầu ngô đóng trong chai La Vi loại 500ml và các loại phụ gia mua được tại một cửa hàng trên phố Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội đến Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, và kết quả là các sản phẩm này không có tên trong danh sách các loại phụ gia thực phẩm được Cục An toàn Thực phẩm xác nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các loại tinh dầu và phụ gia thực phẩm chỉ được làm từ các chất hóa học tổng hợp chứ không phải tự nhiên. Vì thế, nó chỉ có tác dụng tạo hương chứ không mang lại chất dinh dưỡng. Và việc các loại phụ gia thực phẩm này được bày bán tràn lan trên thị trường như hiện nay sẽ tạo nhiều kẽ hở cho các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc được tung hoành, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo cách tính lương hưu của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhiều lao động nữ nghỉ hưu sẽ hưởng lương hưu thấp hơn so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017. Chỉ những người đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm so với trước đó là 25 năm mới được hưởng lương hưu 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Quy định mới làm nhiều nữ lao động lo lắng. Đây là nội dung chính được phản ánh trong trang 6 số ra ngày hôm nay trên báo Hà Nội mới với bài viết có tiêu đề "Tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động nữ cần lộ trình phù hợp". Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2018 có khoảng 50.000 lao động nữ nghỉ hưu, trong đó hơn 21.000 người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 30 năm sẽ có tỷ lệ hưởng lương hưu thấp hơn so với những người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017 từ 4% đến 10%. Để bảo đảm quyền lợi của lao động nữ, khắc phục những bất cập trong cách tính lương hưu mới, cần nghiên cứu sửa đổi Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đặc biệt, việc tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động nữ cũng cần phải có lộ trình để tránh gây thiệt thòi cho khoảng hơn 21.000 lao động nữ sắp nghỉ hưu trong năm 2018. Trong khi các địa phương phản ứng dự báo bão sai thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định việc dự báo cơn bão số 12 là chính xác, kịp thời từ hướng bão, tốc độ, cường độ bão, lượng mưa. Ngoài Khánh Hòa được dự báo là tâm bão sẽ đi qua thì Phú Yên và Bình Định phàn nàn là công tác dự báo bão không chính xác. Tại Bình Định, trạm chỉ huy tiền phương vẫn đang tích cực tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Các cơ quan chức năng vẫn đang tìm mọi cách ngăn dầu từ các con tàu bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn tràn ra, gây thảm họa môi trường. Trao đổi về hậu quả đáng tiếc trên, một phó chủ tịch tỉnh Bình Định cho rằng, một trong hai nguyên nhân khiến có đến 8 tàu hàng bị chìm, 2 tàu khác bị mắc cạn tại cảng Quy Nhơn là dự báo cơn bão số 12 không chính xác. Điều này đã gây ra thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Còn lãnh đạo huyện Đông Hòa, địa phương cực nam tỉnh Phú Yên nằm trong vùng tâm bão 12 đi qua cũng cho biết rất bức xúc vì thông tin dự báo cơn bão này quá lệch, nhất là dự báo bão chuyển hướng quá chậm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường lại khẳng định hậu quả cơn bão số 12 lớn do chính quyền địa phương còn chủ quan, chưa quyết liệt, thiếu kinh nghiệm ứng phó với bão. Các địa phương thực hiện phương án di dân tới nơi an toàn không sát với thực tế mưa bão. Các phương án phòng chống thiên tai, nhất là với bão mạnh của các địa phương còn xa rời thực tế, không áp dụng được khi có tình huống thiên tai xảy ra.